Dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo. Kính xin tất cả tắt mic cùng trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sách ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khê vi ma nê đi pê đắc thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thun hi khê tê sum ma cha yan tu đề hoa cha la ta la vi sa mê yak kha gan tháp ba na ga tít thân ta san tí kê yang Muni wa ga wa cha nang sa tha vô mê su nang tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta nam mô tassa pha ga wa to Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Iti piso phagawa arahang sama sambutho Vicca chakana sampanno sugato lo kavidu Anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanang Butho phagawa tinatine saranang anyang Butho me saranang warang ete na satchawat Chê na hô tu mê cha ya măng ga lăng Út ta măng ghê na hoàn đề hăng Pa da tâm sum hoa rút ta măng Út thê yô khá lý tô đô sô bút thô Khá ma tu tăng ma măng Xoa khá tô phá ga hoa ta thăm mô Sàn dít tí cô á ká lý cô Ê hi pa si cô ô pa na hi cô Pát chát tăng vê đi tắp Bồ Vinh Nhô Hì Tí Nát Thí Mê Sá Gá Năng Anh Nhăn Thầm Mô Mê Sá Gá Năng Quá Răng Ê Tê Na Sát Chá Quát Chê Na Hồ Thu Mê Chá Gá Măng Gá Lăng Út Ta Măng Ghê Na Hoàn Đề Hăng Thầm Mạnh Chá Đô Vi Thăng Quá Răng Thầm Mê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Thầm Mô Thầm Mà Tu Tăng Mà Măng Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Uccupatipanno Phagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Phagavato Savaka Sangho Samichipatipanno Phagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Pukkala Ê sa pha ga wa to sa wa ca sang ko A hu nay yo pa hu nay yo đăng khi nay yo An cha li ca ra ni yo An u ta răng bun nhạc khe tăng lo ca sa Ti na ti me sa ga năng an nhăng Sang ko me sa ga năng wa răng Ê tê na sắp cha wat
chê na ho tu me cha ga mang ga la utta mang ge na wan de hang sang khan cha du ni ko ta mang sang khe yo kha li ko do so sang kho ka ma tu tang ma mang wan da mi chê ti yang sap bang sap bat tha ne su pat ti ti tang sa ri di ka ta tu ma ha o ting Buddha rupang sakalang sada sambuddhe attha vi sancha dvada sancha sahasake pancha sata sahasa ninama nisirasa aham te sang thammang cha sangkhang cha adare nanama mihang namakara nufawe nahan toa sabde upadda we aneka Antaraya pivinasantu ase sato Sambuddhe pancha panya sancha chatuvi sati sahasa Kedasa sata sahasa hinama siri sirasa Ahante sangham mancha sangkhancha adare nanama mihang Namakara mufawe nahang kwa sabde upadave aneka Antaraya pivinasantu ase sato Sambuddhe navuttarasate attachattali sasahasake Visati satasahasa ninamami sirasa ahante sang Thammang cha sangkhang cha adare nanama mihang Namakara nufawe naham toa sabde upadave aneka Antaraya pivinasantu ase sato Sabde puratima yadisaya satta avera sukhi hontu sabde puratima yanudisaya satta Avera sukhi hontu sabde dakkhina yadisaya satta Avera sukhi hontu sabde dakkhina yanudisaya satta Avera sukhi hontu sabde pacchima yadisaya satta Avera sukhi hontu sabde pacchima yanudisaya satta Avera sukhi hontu sabde uttara yadisaya satta Avera sukhi hontu sabde uttara yanudisaya satta Avera sukhi hontu sabde uparima yadisaya satta Avera sukhi hontu sabde hettima yadisaya satta Avera sukhi hontu sabde satta Avera hontu sukhita hontu niddukha hontu atyapaccha hontu aniga hontu diga yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi attanang pariharantu dukkhappatta cha niddukha Payapatta chanifaya Sokapatta chanisoka Hontu sabde pipamino Akasatta chafumatta Devanaga mahitika Unyang no anumodantu Chirangrakantu sasanang Akasatta chafumatta Adewanaga mahitika Punyang no anumodantu chirangrakantu no garu Akasatta chafumatta Dewanaga mahitika Punyang no anumodantu chirangrakantu nyatayo Akasatta chafumatta Dewanaga Mahitika Punyang no anumodantu chirangrakantu panino Akasatta chafumatta
Devanaga mahittika punyang no anumodan tuci rangrakham tu no sada idang watano punyang asawa kaya wahan o tu anagate kale. Sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Vi Diệu Pháp về tâm sở bất thiện ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có nhiều lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụtthaya. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin chào các Phật tử học viên. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Rồi, xin chào. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số phần tâm sở bất thiện. Là phần tâm sở tham phần. Và trước khi học phần đó thì mình học một đoạn Bali ngắn trước, rồi sau đó chúng ta sẽ nghe giảng. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Rồi, xin chào. Rồi, đây là đoạn Bali mà mình đọc, mình tập đọc ha. Giờ chúng ta nghe đọc trước, rồi sau đó tập đọc, rồi tập dịch cái phần mấy câu Bali này. Đây là cái cách hình thành văn chính thức trong cái văn bản. Lopo Atasu Lopa Sahagata Chất Chit Te Sue Wat Lapati Dithi Chattusu Dithi Gata Sampayute Su Mano Chattusu Dithi Gata Vipayute Su. À, lần nữa ha, lopo athasu lopa sahagata chitte swewa lappati ditthi chatusu ditthi gata sambayutte su mano chatusu ditthi gata vipayutte su. Rồi lần nữa, lopo athasu lopa sagata chitte swewa lappati ditthi chatusu ditthi gata samyutte su mano chatusu ditthi gata vipayutte su. Thì ở đây mình có chữ lopo là tham, athasu ở đây là tám, được chia ở cách thứ bảy số nhiều. À, còn chữ lopa sahagata chitte swewa ở đây nó là lopa sahagata chitte su, rồi chữ u này nó biến đổi thành chữ a quá, rồi nó ghép với chữ e quá, cho nên mình mới được đó là chitte swewa. Chitte swewa. Thì ở đây cái chữ này thì lopa sagata chitte su. Thì trong các tâm mà đi cùng với tham, cái thuật ngữ này thì người ta xài cho nó đó là tâm câu hữu với tham. Tâm câu hữu với tham, lopa sagata chitte su. Lapati. Lapati hôm trước đó là mình có dịch nó là lapati, là động từ lapati ở dạng thụ động thể được tìm thấy, tức là tâm tham được tìm thấy. Ý thí ở đây là tà kiến. Chattusu là bốn ở định sở cách. Ý thí gata samyutte su, chữ ý thí gata samyutte su ở đây đó là tương ưng,
Chữ tương ưng thì hôm trước có nói mình rồi, tương ưng tức nó hòa hợp với nhau được, tương ưng với tà kiến, tương ưng tà kiến. Mano, mano là ngã mạng, chất tú su là bốn, đi thi gà tá vi pi yu tê su tức là bất ly tà hay là bất tương ưng tà kiến. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để đọc bài, rồi sau đó ai dịch được mình tập dịch thử cái câu này ha. Mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc bài đi. Cô Phúc Vị Dung mời lớp đọc bài. Dạ, dạ con kính mời cô Thu Nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư con xin đọc. Lô phô át thá sú lô phát xá há gát tá chít bê quá xuê quá lắp phá tí đít thí chát tú sú đít thí gát tá xăm dút tê sú mano chát tú sú đít thí gát tá quýt bá dút tê sú. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Kim Cúc ạ. Dạ dạ thưa sư con xin đọc ạ. Lô phô ác thá sú lô phá xá há gá tá chít tê xuê quá lắp phá tí đít thí chá tú sú đít thí gá tá xăm bá dút tê sú mà nô chá tú sú đít thí gá tá viết bá dút tê sú. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ con xin đọc ạ. Lô phô áp thá sú lô phá xá gát tá chít tê xuê quá lắp phá tí đít thí chá tú sú đít thí gát tá xăm phá dút tê sú mà nô chá tú sú đít thí gát tá quýt phá dút tê sú. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu An ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Lô phô áp thá sú lô phá xá há gát tá chít tê xuê quá lắp phá tí đít thí chá tú sú ít thí gá tá xăm phá dút tê sú mà nô chá tú sú ít thí gá tá quýt phá dút tê sú. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Lô phô lô thô ác thá sú lô phá xá há rác tá xí tê sú quê quá lá bát tí đít thí chắc tú số đít thí gắt tắt xàm bát yếu tế số mà nô chắc tú số đít thí gắt bát đít thí gắt tá ví bát yếu tế số. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã ạ. Dạ thưa sư xin đọc. Lô phô ách thá sú lô phá xá há gá tá chít tê xê quá lát phá tí đít thí chá tú sú đít thí gá tá xăm bá dút tê sú mà nô chá tú sú đít thí gá tá quýt bá dút tê sú. Dạ thầy sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Lô phô ác thá sú lô phá xá há gá tá chí tê xuê quá lá phá tí đi thí chá thú sú đi thí gá tá xăm bá dú tê sú mà nô chá thú sú đi thí gá tá quýt bá dú tê sú. Dạ thưa sư xin hết. Dạ còn đạo hữu nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Lô phô át tha su lô phá sa ha ga ta chi tê xuê wa la phá tí đi thi cha tu su đi thi ga ta sam ba yu tê su mà nô cha tu su đi thi ga ta huy ba yu tê su. Dạ xin mời các đạo hữu ạ. Dạ xin mời đạo hữu Hậu Bùi ạ. Dạ thưa sư con xin đọc.
Con hơi khả khả tiếng, con cũng đọc. Dạ con thưa sư, con sẽ đọc bài. Lô phô át tha sú, lô phát tù phá xá há gá tách gá tá chít tề chít tích quê quá lô phá tí đít đít thí chát tá sú ít tí gá tá sầm ba rút tề sú mà nô chê tê nam mà nô chát tê chá tê sú đít thí gá tá quýt quý bay rút tê sú ạ. Dạ con xin thưa sư, con xin hết. Dạ thưa sư hết bàn tay rồi ạ. Rồi bây giờ ai ai dịch được câu này dịch thử coi. Ai dịch được mấy câu này? Thế sao con xin dịch? Rồi. Dạ. Lô phô tha lô phô tham lá phát tí được tìm thấy át át thá số tám thứ lô phá sa há gá tá chí tê xuê quá tâm câu hữu với tham đi thí tà kiến chá tú xú bốn thứ đi thí gá tá xăm bá dú tê xú tương ưng với tà kiến ma nô ngã mạng chá tú xú bốn thứ đi thí gá tá quý bá dú tê xú bất tương ưng tà kiến. Dạ thưa sư thưa lớp. Có ai dịch khác hơn? Có ai dịch được nữa không? Không có hả? Rồi, bây giờ không có thì dịch thử. Lô phô là tham, lô phô tham, lắp bất tí được tìm thấy. Được tìm thấy, cái con số với chữ này mình dịch nói chung luôn đi. Atha su, lô phá sá ca tá, chi tê su, ê quá. Cái này mình tắt nó ra cho mình không có để đến khi mình dịch nó thì mình phải tắt nó ra à, mình phải tắt nó ra là chí tê xú thì nó mới định sở cách thì như vậy thì nó mới là danh từ của cái chữ ách tha xú được à, nó đồng cách với nhau. Câu hữu với tám tâm tham. Tham được tìm thấy trong được tìm thấy trong tám tâm tham trong tám tám tâm câu hữu với tham à, rồi đi thí tà kiến ở đây á câu này tại ở trong ly á nhiều khi cái câu trên mà người ta sử dụng động từ rồi câu dưới nó có cái cấu trúc tương tự á, thì người ta không không sử dụng nó lặp lại lại nữa nhưng mà đến khi mình dịch thì mình có thể sử dụng lặp lại à, để cái câu nó được đầy đủ. Thế đây mình sử dịch nó là tà kiến tiết thiết là tà kiến lắp bát tí được tìm thấy chát tu suốt tiết thiết gã tá xăm yếu tê suốt trong tám tâm trong bốn chứ trong tâm à, trong bốn tâm tương ưng tà kiến là tà kiến được tìm thấy trong bốn tâm tương ưng tà kiến mano ngã mạn
Lapati được tìm thấy Chattusu Dithigata Vipiyute Su trong bốn tâm bất thường ưng tà kiến. Thì nó là cái phần dịch các câu Bali này. Mình thêm hai cái động từ cho hai câu này đến khi dịch thì nó mới nghe được. Thêm cho nó giống nhau, tại chúng ta thấy cái cấu trúc câu này giống nhau nè. Chúng ta thấy nè, một cái chủ từ rồi một cái ở định sở cách, rồi động từ, chủ từ ở định sở cách, ở đây nó thiếu động từ, chủ từ định sở cách nó thiếu động từ, cho nên mình theo động từ cho nó vào. Chúng ta tập dịch. Rồi bây giờ chúng ta sang phần bài học. Lần nữa, sư đọc lại lần nữa cho con nghe. Lopo tham lapati được tìm thấy. Chữ tham ở đây tức là sở hữu tham ha. Lopo tham lapati được tìm thấy. Athasu lopa sahakata chite su e quá trong tám tâm tương ưng với tham. Câu hữu với tham trong tám tâm câu hữu với tham. Đi thí tà kiến lapati được tìm thấy chattusu. Cái này có thể là chattusu, có bản thì chattusu. Nó có hai trường hợp. Đi thí gata samyutte su trong bốn tâm tương ưng tà kiến. Mano ngã mạng lapati được tìm thấy chattusu dithigata vipayutte su trong bốn tâm bất tương ưng tà kiến. Rồi. Hôm trước khi học về tâm bất thiện đó, thì tâm bất thiện chúng ta có 14 thứ. Chúng ta có thể chia nó làm hai phần. Đó là tâm sở bất thiện biến hành và tâm sở bất thiện biệt cảnh. Còn không thì chúng ta phân nó thành 5 nhóm. Nhóm tâm sở bất thiện biến hành á, mình còn gọi nó là bốn tâm sở si phần. Lý do là nó được dẫn đầu bởi tâm sở si ở trong nhóm. Rồi thứ hai nữa đó là gọi là tâm sở bất thiện biến hành, là vì bốn tâm sở si phần này nó có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện. Nhóm thứ hai đó là còn các tâm sở còn lại, tức là 10 tâm sở còn lại thì nó thuộc về tâm sở biệt cảnh, tâm sở bất thiện biệt cảnh. Thì trong tâm sở bất thiện biệt cảnh này mình chia nó ra 4 nhóm. Một là 3 tâm sở tham phần. Lotika, Chitasika. Hai là tâm sở sân phần, bốn tâm sở sân phần, đô chấp tô cá chi ta si cá. Ba là hai tâm sở hôn phần, thi đú cá chi ta si cá. Rồi nhóm thứ năm thì là nhóm thứ tư thì là tâm sở hoài nghi, vị trí kích cha chi ta si cá. Thì nếu mình gom lại cả cái nhóm thứ nhất theo tâm sở bất thiện biến hành nữa thì mình có 5 nhóm. Giờ hôm trước là mình đã học xong nhóm đầu tiên, hôm nay mình sẽ học cái nhóm thứ hai, đó là ba tâm sở tham phần. Ba tâm sở tham phần.
Tại sao mình gọi nó là tâm sở tham phần? Mình gọi là tâm sở tham phần đó là vì các tâm sở này nó chỉ nó có tham dẫn đầu, có tham dẫn đầu. Thứ hai nữa gọi là tâm sở tham là vì các tâm sở này có trạng thái là dính mắc đối với cảnh. Cái thứ ba nữa, tâm sở này chỉ phối hợp được với tám tâm tham. Thì cái trường hợp thứ nhất đó là nói theo nhóm, nhóm này do có tâm sở tham dẫn đầu cho nên người ta gọi là tham phần. Nhóm thứ hai đó là cái định nghĩa thứ hai đó là nói theo trạng thái, tức là trạng thái của các tâm sở ở trong tham phần á, nó luôn có sự dính mắc đối với cảnh khi mà nó sanh khởi. Nhóm thứ ba đó là định nghĩa theo cái nhóm tâm sở tham phần này là tâm sở biệt cảnh, bất thiện biệt cảnh, lý do là nó chỉ phối hợp được với tám tâm tham, còn các tâm sở bất thiện còn lại thì nó không phối hợp được. Thì đó là ba cái định nghĩa tại sao mình gọi nó là tâm sở tham phần, hoặc là tâm sở tham, hay là tâm sở bất thiện biến bất thiện, tập sở bất thiện bị cảnh. Rồi đây là ba tâm sở tham phần, tức là mình có tham là lục pháp, tà kiến là điếp thí, ngã mạn là ma nát. Dùm tìm hiểu cái sở hữu tham trước. Lupa Chitasika. Thì ở đây trạng thái của tham đó là chấp giữ cảnh, chấp giữ cảnh. Rồi phần sự là làm cho tâm dính mắc vào cảnh, thành tựu là không buông bỏ đối tượng, nhân cần thiết là có cảnh hấp dẫn thuộc pháp cảnh tiền. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà tâm tham mà nó sanh khởi, tâm tham nó sanh khởi, thật ra mình nói tâm tham thật ra là cái gốc của nó đó là sở hữu tham, sở hữu tham. Khi mà nó có được một cái cảnh nào đó mà nó thích hợp, có một cái món đồ, nói là cảnh nhưng thật sự là như là một cái món đồ nào đó mà thích, thì thường là mình sẽ chấp giữ nó và không muốn cho nó mất đi. Ví dụ như là ở nhà mình có những người con, những người cháu mình thương yêu quý mến, những tài sản mình quý nó. Thì mình luôn mình chấp giữ nó, và chính cái sự chấp giữ đó, nó mới đem đến cái sự nguy hiểm. Nó là gì? Sau khi ví dụ trong lúc sắp lâm chung, cái tâm mình nhớ đến nó, và chính cái sự chấp giữ đó cho nên cái tâm dính mắc đó nó dễ đưa mình tái sanh vào loài bằng sanh. Vì cái tâm chấp giữ cái tài sản, cái vật mà mình ưa thích đó. Rồi sở hữu tham nó còn có phần sự, đó là làm cho tâm dính mắc vào cảnh, làm cho tâm dính mắc vào cảnh. Thường tâm mà dính mắc vào cảnh, cái cảnh đó là phải, một là cảnh đẹp, hai là cái cảnh vừa lòng. Cảnh đẹp hoặc là cái cảnh vừa lòng hợp với cái ý của mình. Tại vì có những trường hợp cảnh thì nó đẹp nhưng mà mình không thích thì tâm tham nó vẫn không sanh khởi được. Thì ví dụ như là
Bây giờ mình người Phật tử mà mình thấy kim thân Đức Phật được người ta sơn phớt màu áo vàng chẳng hạn, mình thấy đẹp, mình thấy hoan hỷ. Dạ, thì trong cái hoan hỷ đó, đó, nếu mình không khéo là sao, tâm tham nó cũng sanh khởi, dính mắt. À, chúng ta nhớ cái câu chuyện của ngài Quát Cái Lý, lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, tức là người này xuất gia đó là chỉ để nhìn Đức Phật. Thì ở trong trường hợp như vậy nó không còn là tâm thiện nữa, mà cái tâm đó là cái tâm dính mắt này, tâm tham dính mắt với cảnh sắc. Dạ, mặc dù là hình ảnh Đức Phật nhưng mà với cảnh thì sao, vẫn là cảnh sắc, người nhìn vẫn có thể là phát sanh tâm tham dính mắt bình thường, chứ không phải là hình ảnh Đức Phật mình nhìn mà tâm tham không sanh khởi, không có đâu. Dạ, nó tùy theo. À, tùy theo lúc đó là mình có quan sát tâm có để ý hay không, có thường người ta nói là có chánh niệm hay không. À, còn không thì sao, tâm tham vẫn sanh khởi. Hoặc là những người khác họ không phải, thí dụ họ không phải là Phật tử, dù tượng Phật được làm đẹp như thế nào đi chăng nữa, thí dụ họ theo một cái tôn giáo nào khác, thì tượng Đức Phật là không phải là làm cho họ thấy mà họ vui được. À, thậm chí làm thấy mình khó chịu. Thì ở trong trường hợp đó cho mình thấy là nhiều khi cảnh đẹp thì chưa hẳn là tâm tham nó sanh khởi, nhưng mà cảnh vừa lòng thì tâm tham nó dễ sanh khởi, nó sanh khởi. Dạ, thì cảnh vừa lòng này nó cũng có thể vừa lòng, cảnh vừa lòng thì nó chưa hẳn là cảnh đẹp. Dạ, cảnh vừa lòng thì nó chưa hẳn là cảnh đẹp, tại cảnh vừa lòng đó, nó chỉ vừa lòng đối với người này theo sở thích của người này, nhưng mà nó không đúng với sở thích của người kia. Thì thí dụ như người mà thích hoa thì khi mà gặp bông hoa, nhìn thấy hoa thì lập tức tâm tham sanh khởi liền. Còn người mà không thích hoa, ví dụ mình trang trí nhiều quá, nhìn thấy khó chịu, thì lúc đó lại là tâm sanh sanh khởi. Dạ. Nhưng ở đây mình muốn nói về cái phần sự của tâm tham, tức là làm cho tâm dính mắc đối với cảnh. À, khi mà cảnh được chấp giữ rồi, mà khi mà nó thành tựu thì không buông bỏ đối tượng. À, không buông bỏ đối tượng, cho nên mới nói đó là ở trong đời sống của mình, khi mỗi một lần các tử mà mình tập làm phước, thí dụ như làm phước, mỗi lần làm được một cái phước bố thí ít nhì gì đó, dạ, là nếu mà các tử mình hiểu đúng á, là mình không phải sư thí dụ như là mình cho người ăn xin 5.000 hoặc là 10.000, mình nghĩ là mình cho để người ta vui, tức là người được là người nhận. Nhưng mà thật sự nếu mà mình hiểu á, mình người cho đó là mới là người được. Là vì sao? Là mình mỗi lần mình cho được như vậy, cái tâm buông bỏ của mình nó phải rất mạnh mình mới cho được. Dạ, tức là mình phải buông bỏ, tập có cái tâm buông bỏ nhiều mình mới cho được. Nhưng mà tại sao mà chúng ta xin ví dụ như là tại sao mình có thể làm phước đi đến chùa cúng dường 50.000, 100.000 hoặc là mua một bó hoa 100.000-200.000 để cúng dường Đức Phật, mà mình cho người ăn xin 2.000, 10.000, 5.000 gì đó mình cho không được. Lý do là sao? Dạ, tại cái tâm buông bỏ mình không có. Dạ, còn là đối với Đức Phật, giáo pháp Chư Tăng gì đó, cái niềm tin mình đã có, cho nên cái tâm sẵn sàng buông bỏ đó mình có, cho nên mình làm được. Dạ.
Và khi mình hiểu là khi mình làm được một cái việc phước như là bố thí chẳng hạn, làm với tâm buông bỏ như vậy, thì các tử mình thấy lòng rất là hoan hỷ. Làm xong là mình không có bị chi phối bởi tham. Nhưng phần lớn là mình không làm với tâm buông bỏ, thường làm xong là bị tham nó chi phối, bị sân chi phối. Ví dụ như là làm xong rồi nghĩ rằng đây là một thiện sự mà mình đã làm, hoặc khi có ai đó nói gì đó về cái thiện sự mình đã làm mà nói, mà tức là thay vì nói tốt thì lại nói xấu, tức là một cái công, một việc phước như vậy thì chúng ta làm nhiều khi nó cũng có cái sự xô xích, thì người ta lấy cái xô xích của mình đó là người ta đem lại bàn, mình nghe cái là mình tỏ ra thái độ khó chịu liền. Thì đó cũng là một trường hợp cho chúng ta thấy là mình làm mà mình chưa có buông bỏ. Cho nên để tâm bất thiện nó chi phối mình. Rồi nhân cần thiết đó là có cảnh hấp dẫn thuộc pháp cảnh trì. Cảnh hấp dẫn ở đây thì giống như nói lúc nãy, cảnh hấp dẫn ở đây mình có hai trường hợp. Cảnh hấp dẫn thứ nhất đó là cảnh đẹp. Cảnh hấp dẫn thứ hai đó là cảnh vừa lòng. Nó có hai trường hợp. Rồi tham tâm sở về phối hợp thì tham tâm sở thì phối hợp được với tám tâm tham. Nó giống như trong cái định nghĩa lúc nãy. Trong cái định nghĩa lúc nãy. Tức là nó chỉ có mặt ở trong tám tâm tham thôi. Rồi cùng với các tâm sở mà nó phối hợp trong tám tâm tham. Ngoài ra thì tham tâm sở nó không có mặt ở đâu nữa. Và học ở tâm sở này chúng ta cũng để ý đó là thường ở ngoài đời khi người ta nói tham là sao? Phải mình đi ăn cắp, ăn trộm, lấy của ai đó thì nó mới là tham. Nó không phải vậy. Dạ, nó không phải vậy. Chỉ cần có cái tâm dính mắc chỉ với cái tài sản, cái gì mà mình đã có thì như vậy là tham rồi. Dạ. Ví dụ như là mình sống với một khối tài sản rồi mình sử dụng suốt đời. Trong cái sử dụng đó nhiều khi do mình không được thân cận các bậc thiện tri thức thì mình cũng không biết để tạo các công đức phước báo. Nhưng mình sống rất là tốt. Tức là không có sự chỉ sử dụng tài sản đó để ăn uống tiêu xài ở trong gia đình thôi, không cho ai, tức là không làm các công đức khác. Dạ. Thì đến khi mình sắp lâm chung á, nếu mà cái tâm mà nó sanh khởi nhớ đến cái số tài sản mình còn, với tài sản bao nhiêu đó, và với tâm dính mắc, thì vẫn có thể đưa mình tái sanh vào loài bàn sanh như thường. Không cần đến cái để mình làm việc ác, đến đi ăn cắp, ăn trộm gì của ai. Chỉ với tâm dính mắc như vậy, với tâm tham dính mắc như vậy là có thể đưa mình tái sanh ở cõi khổ. Chúng ta thấy cái câu chuyện của vị tỳ kheo mà có được cái bộ y đẹp đó. Chỉ là có được bộ y đẹp rồi nghĩ là mình sẽ sử dụng vào ngày mai, rồi tối hôm đó mắc bệnh rồi qua đời. Thì với tâm dính mắc đó là sau khi chết tái sanh vào loài rồng. Tức là không cần phải mình. Tại khi mà tâm dính mắc trong lúc sắp lâm chung á, nó tạo điều kiện để trong đời sống luân hồi mình á, mình vừa có tạo những thiện nghiệp, vừa có tạo những ác nghiệp. Cho nên đến khi mình sắp lâm chung, chỉ cần với tâm dính mắc đó hoặc là tâm khó chịu đó thì nó tạo cơ hội cho những thiện nghiệp
những bất thiện nghiệp trước đây mình đã tạo nó cho quả, quả đưa đến cái sự tái sanh. Thì đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là tâm sở tà kiến. Tâm sở tà kiến tức là đi thí chê tà si ca. Thật ra cái chữ đi thí này thì nó chỉ dịch là kiến thôi, là thấy, biết thôi. Nhưng mà sở dĩ nó được trong trường hợp mình này nó được, còn nếu mà muốn nói là tà kiến thì nó phải là mitcha ditthi thì mới được, hoặc là nếu mà chánh kiến thì nó phải là samadhi thì mới được. Cái đó là dùng đầy đủ chữ của tà kiến, vì nó đang sử dụng ở trong tâm tham cho nên nữa. Rồi ở đây thì tà kiến là trạng thái đó là cố chấp vào điều không đúng với sự thật. Thì ở đây nó cũng giống như cái trước hồi nãy là gì, có sự chấp giữ. Tại tâm tham là nó có gì, cái nhóm tham là nó có sự chấp giữ, sự cố chấp. Phần sự là suy xét sai với sự thật. Thành tựu là chấp cứng theo sự nhận định sai. Nhân cần thiết là không gặp bậc hiền trí. Giờ chúng ta xem cái trường hợp thứ nhất, đó là trạng thái là cố chấp vào điều không đúng với sự thật. Tà kiến này thì nó được trình bày ở nhiều trường hợp khác nhau. Và ở trong thời Đức Phật đó, nếu mà chúng ta xem ở trong bài kinh Phạm Vọng thì chúng ta thấy là có đến 62 loại tà kiến. Tức là cách chấp sai vào 62 trường hợp đó. Cho là đúng. Còn một số bài kinh nói về tà kiến, tức là chấp sai dựa trên cái phương pháp tu tập. Thí dụ như là trong bài kinh Hạnh Con Chó, mình có người Puna Koliya Putta tu theo hạnh con bò, rồi Seniya lọ thể xê ní giác tu theo hành con chó, và người ta cố gắng hành trì theo hành con bò, theo hành con chó với ý nghĩ là sao? Do mình cố gắng hành trì đó, sau khi chết là mình sẽ được tái sanh ở cõi vui. Dạ, thì đó là cái cách chấp sai trong cái phương pháp tu tập. Trong cái sự hiểu biết sai. Hoặc là ở trong bài kinh Ví Dụ Tâm Vải có nói về các bà la môn thường đi tắm ở sông Ganga, hoặc là sông Hằng, hoặc là sông Yamuna đó. Sông Quá hú ca, vì người ta nghĩ là tắm sông nó vào mùa đông lạnh sẽ rửa được hết sạch những cái tội mà mình đã làm. Người ta nghĩ vậy. Hay là nhóm đạo sĩ thờ lửa trước khi gặp Đức Phật thì người ta cũng nằm hơ ở trên lửa, nghĩ rằng là cái cách nằm hơ ở trên lửa như vậy sẽ đốt cháy cái phiền não. Đốt cháy cái phiền não. Mà nhờ đó mà người ta tu tập có thể đạt được sự giải thoát. Hay là cái cách tu tập khổ hạnh của các vị đạo sĩ
ở trong thời đó, thí dụ như là trong bài kinh Thánh Cầu chẳng hạn, thì đó là những cái mà chấp sai. Chấp sai. Thì người ta cái cách chấp sai như vậy thì được gọi là tà kiến. Được gọi là tà kiến. Ngoài ra cái cách chấp sai này nó còn có liên quan đến là thí dụ như là cái thân này. Cái thân này thì mình nghĩ nếu mình không có học hiểu biết về Phật pháp á, mình sẽ chấp gì? Nó là của ta, là ta. Mình sẽ chấp vào như vậy. Trong khi đó thì Đức Phật lại nói cái thân này nó chỉ là năm uẩn. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hoặc là nói gọn lại, đó là nó chỉ có hai thành phần, đó là thành phần danh pháp và sắc pháp. Nó chỉ kết hợp lại như vậy. Rồi do duyên nó đủ thì nó thành tựu. Nhưng mà thông thường thì người ta không chấp nhận như vậy. Ví dụ như là trong bài kinh Tiểu Kinh Sách Chế Cát hay là Đại Kinh Sách Chế Cát, ông ta nói như sao? Nói là do người ta nghĩ cái thân này là của mình, cho nên người ta mới là cố gắng tránh xa điều ác và cố gắng làm điều xấu. Và cái tư tưởng này các Phật tử mình để ý là nó cũng len lỏi ở trong tâm mình thường xuyên. Tức là nó sanh khởi một cách tự nhiên. Tức là mình thấy như sao? Một khi mà mình suy nghĩ là thôi mình cố gắng làm điều, tránh xa điều ác, làm điều tốt. Thì khi mà mình suy nghĩ như vậy á, đương là tâm mình cũng sẽ rơi vào cái tà kiến chấp là sao? Là ta, là của ta. Còn cái mình, cái ta đó thật ra là người ta dùng trên cái nghĩa là Đức Phật này dùng trên cái nghĩa nó là chế định để phân biệt người này người kia. Nhưng mà mình dùng thì mình dùng với tâm dính mắc, với tâm chấp sai, cho nên nó trở thành là ta, là của ta. Cho nên đến khi mà nó thay đổi làm cho mình bị đau khổ. Thì đó là trạng thái phần sự và thành tựu. Rồi nhân cần thiết ở đây nó là không gặp bậc hiền trí. Không gặp bậc hiền trí. Thì cái các loại tà kiến này á, nếu mà chúng ta thấy nhiều người, thí dụ như là 3.000 vị đạo sĩ thờ lửa, khi mà gặp được Đức Phật, nghe pháp xong lập tức từ bỏ hết cái hình thức thờ lửa của mình. Và xin xuất gia, sau đó chứng đắc được thánh quả. Thì nó là khi mà họ gặp được, hoặc là ở trong cái câu chuyện mà người thu theo hạnh con bò với hạnh con chó đó, hai người đó khi mà gặp được Đức Phật nghe thuyết pháp rồi, là một người họ cũng xin quy y, rồi một người họ cũng xin xuất gia, và sau đó chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy cái tà kiến này á, ở trong đời sống luân hồi, nếu mà chúng ta không được gặp các bậc thiện trí thức á, mà bậc thiện trí thức ở đây bậc cao nhất đó là Đức Phật, sau đó là các bậc thánh A-la-hán, bậc độc giác, các bậc thánh A-la-hán, thì ở trong đời sống luân hồi mình là mình luôn bị trói buộc bởi các loại tà kiến này. Chỉ khi nào chúng ta chứng được ít nhất là bậc thánh Tu Đà Hoàn thì lúc đó chúng ta mới đoạn trừ được cái tà kiến này. Còn không thì ngay cả trong lúc mà chúng tu đắc được thiền định, cái tà kiến này nó vẫn còn. Cho nên ở đây cái nhân cần thiết để mình gặp được các bậc thiện trí thức, để đoạn trừ được cái tà kiến này
là chúng ta phải cố gắng tạo cái phước làm sao mà tại muốn gặp được các bậc thiền trí thức ấy, là mình phải là người có tạo cái phước trí, có điều kiện tạo cái phước trí, cố gắng học hành gì đó thì nhờ cái duyên đó mình mới có thể gặp các ngài được. Còn không là sao? Không thì chúng ta rất khó có thể gặp được. Hoặc là nếu mà chúng ta gặp được á, chúng ta cũng không có học hỏi gì được từ các ngài, tại vì cái phước trí mình nó yếu, cái phước trí mình yếu quá. Dạ. Yeah. Thí dụ bây giờ các Phật tử mình gặp các ngài Tâm Tạng. Dạ. Yeah. Mặc dù để một vị mà để thuộc lòng Tam Tạng như vậy thì rất là hiếm, không phải dễ. Tức là các ngài tạo cái phước trí rất là nhiều. Dạ. Yeah. Nhưng bây giờ mình gặp các ngài á, vì sư thí dụ nếu mà các ngài không sử dụng được cái ngôn ngữ của bản xứ mình, thì mình có gặp các ngài thì mình chỉ được đảnh lễ, chỉ được cúng dường. Chứ để mình học hỏi được cái gì từ các ngài thì rất khó. Rất khó. Thế là ở trong trường hợp đó chúng ta sao? Gặp được các bậc thiền trí thức nhưng mà chúng ta vẫn không có được lợi ích. Không tháo gỡ được những tà kiến mà mình đang có. Do gì? Do mình thiếu cái phước trí. Dạ. Đó mình cố gắng. Cố gắng học hỏi để thêm cái phước trí, để mình khi mình gặp được các bậc thiền tri thức thì nó có cơ hội mình có thể học hỏi được từ các ngài. Tà kiến tâm sở phối hợp được với bốn tâm tham hợp tà, là bốn tâm tham tương ứng tà kiến. Ở trong phần định nghĩa nãy mình có đó. Ở trong phần câu bali nãy mình có, tức là bốn tâm sở tà kiến này nó chỉ phối hợp được với bốn tâm tham hợp tà, hay là bốn tâm tham tương ứng tà kiến. Là mình có tám tâm tham, trong đó có bốn tâm tham hợp tà và bốn tâm tham ly tà. Tiếp theo là tâm sở thứ ba, đó là tâm sở ngã mạn. Mana citta-sika. Đây bốn ý nghĩa. Sao không thấy bốn ý nghĩa ta? Rồi trạng thái đó là tự hào về bản thân, phần sự là đề cao mình, thành tựu là nâng cao mình như cờ gặp gió. Đó, chúng ta thấy là lúc nào mà chúng ta thấy giống như cờ gặp gió vậy, là chúng ta biết mình như thế nào, nhìn lá cờ là biết mình sao. Nhân cần thiết là có tâm tham không hợp tà, ngã mạn tâm sở phối hợp bốn tâm tham ly tà, nhưng bất định. Cái ngã mạn này á, ngã mạn khi mà nó sanh khởi trong tâm tham đó, thì nó thường hay có sự so đo. So đo với người mà hơn mình đó, thì nói sao? Nghĩ rằng ta hơn mình, hoặc là ta bằng mình, hay là người ta thấp hơn mình. Rồi ở trường hợp mà người ta bằng mình á, thì cũng nghĩ rằng đó là người ta hơn mình.
hơn ý hơn hơn ý bằng hơn ý thu vân vân cái đó hơn ý hơn ý bằng hơn ý thua mỗi cái chia ra ba trường hợp thì thì khi mà tâm tham mà nó sinh tham mà có ngã mạn mà nó sinh khởi thường hay có sự so đo, thí dụ như là ngay cả trong mình làm thiền pháp thiền pháp thí dụ như là mình bố thí vật thí của mình được sắp xếp đẹp hơn, tốt hơn người khác, sắp xếp không đẹp, không được giống mình, không được bằng mình, thì lúc đó là tâm ngã mạn nó sanh khởi, tức là tự hào về mình hoặc là đề cao bản thân mình. Dạ. Và mấy những trường hợp này, nếu là các Phật tử mình không học Phật pháp, mình hoàn toàn không biết đó là tâm bất thiện, hoàn toàn không biết là tâm bất thiện, vì mình cứ nghĩ là bình thường thôi, cứ nhìn của người ta nó không giống của mình thì nói nó không giống của mình, không bằng mình, mình cứ nghĩ nó bình thường như vậy. Nhưng mà thật sự trong lúc đó là sao? Cái tâm bất thiện mà trong đó có ngã mạn, tâm tham có ngã mạn, nó len lỏi vào trong đó. Dạ. Và chính từ cái so đo nhỏ nhỏ đó, cho nên nó dẫn đến là sao? Nó tích lũy lâu dần, nó thành những cái to. Dạ. Nếu mà chúng ta thấy là ví dụ như là nếu mà ai đó nói về mình chỉ nói một lần và mình nghe xong mình bỏ qua thì chúng ta thấy là nó bình thường, nhưng mà nếu mà người đó nói nhiều lần rồi mình cứ mỗi lần mình nghe rồi mình tiếp nhận nó, nghe tiếp nhận nó và cứ suy nghĩ là sao, người này nói xấu tôi, người này nói không đúng về tôi, cứ như vậy nhiều lần là tự nhiên ngày hôm đó mình về nhà làm ngủ không được, mình ăn không ngon. Dạ. Thì cái đó là sao? Từ cái chất chứa cái nhỏ nhỏ và lâu nó trở thành cái to. Dạ. Thì cũng vậy, cái tự hào, cái đề cao bản thân để thành tựu cái tâm sở ngã mạn nó cũng vậy. Dạ. Còn nếu mà mình thấy mình dẹp nó được liền thì nó không có cơ hội sanh khởi. Có một số Phật tử đó là khi làm phước á, nhiều khi mình nghĩ là làm phước thì đọc tên đầu cho mọi người hoan hỷ, để biết ai đó là người khởi đầu trong cái thiện sự này. Thì đúng mình làm như vậy á, thì sẽ làm cho mọi người biết và hoan hỷ. Nhưng bên cạnh đó là sao? Không khéo là mình cũng bị ngã mạn nó chi phối kinh khủng. Cho nên có một số Phật tử là làm phước đó là họ nói tôi chỉ biết làm gì thôi, không cần để cho người khác biết. Cái đó cũng là một cái cách hay. Một cái cách hay. Còn cũng có người, nếu mà người đời thông thường các tử mình thấy là sao? Nếu mà người ta là ví dụ trong một buổi lễ người ta hùng phước mà không đọc tên người ta không chịu, tức là phải nghe cho được cái tên của mình thì nghe được. Và sư cũng để ý đó, nhiều khi cái tâm của mình nó cũng bị như vậy. Ví dụ mình có hùng phước mà mọi người có tên hết, mình không nghe tên ấy, thì nhưng mình thấy sao sao thì các tử thấy rõ ràng cái tâm bất thiện của mình nó len lỏi vào ở trong đó. Nên len lỏi vào trong đó, mình phải để ý thì mình mới biết, còn mình không để ý mình không biết. Vì
nhân cần thiết đó để có được tâm tham mà nhân cần thiết để tâm tham ngã mạn có thể sanh khởi được đó. Vì ngã mạn là một cái hình thức khác, còn tà kiến là một hình thức khác. Cho nên nếu mà tâm nào có tà kiến thì tâm đó chắc chắn sẽ không có tâm tham ngã mạn, tức là tâm sở ngã mạn không có sanh chung với tâm sở tà kiến. Mà tâm sở ngã mạn chỉ có trong tâm tham ly tà hay là không hợp tà. Nhưng mà không, nó có, nhưng mà nó có mặt với trong bốn tâm tham ly tà nhưng mà bất định. Bốn tâm tham ly tà bất định. Bất định là sao? Bất định tức là không phải lúc nào tâm tham ly tà nó cũng có mặt tâm sở ngã mạn. Thí dụ như là một em bé, mình cho bánh một em bé mà cái bánh mà em bé rất là thích, thì em bé cầm cái bánh đó ăn, thì ở trong trường hợp đó, ăn vì cái bánh thích cho nên ăn thì ăn với tâm tham thọ hỷ, nhưng mà vì không có suy nghĩ gì khác, không có suy nghĩ gì khác cho nên nó chỉ là tâm tham thọ hỷ và ly tà, nó không có ngã mạn. Cũng một người khác cũng với cái bánh đó, nhưng mà người này biết làm bánh, hoặc là người này từng ăn cái bánh nào ở một chỗ nào đó, người biết làm bánh đi, khi mà ăn cái bánh đó có cái suy nghĩ là sao? Người này làm cái bánh ăn ngon không có bằng cái bánh của tôi làm. Nhiều khi cái bánh của người ta nó ngon hơn cái bánh của mình, hoặc là đúng là cũng không ngon hơn cái bánh của mình. Nhưng mà nếu mà có tâm như vậy sanh khởi thì ở trong trường hợp đó là có thể là tâm tham thọ hỷ hoặc là tâm tham thọ xả, nó cũng ly tà, nó cũng ly tà nhưng mà có ngã mạn. Cũng ly tà nhưng có ngã mạn. Thì đó là ba trường hợp, ba tâm sở nằm ở trong tâm sở tham phần. Tâm sở tham phần. Và chúng ta nhớ đó là các tâm sở mà nằm ở trong tâm sở tham phần luôn luôn lúc nào là sao? Nó sanh khởi là có sự dính mắc đối với cảnh. Phải nhớ thế nào? Thì cái câu này là cái câu giúp chúng ta nhớ. Trong tâm sở tham thì nó có mặt ở đâu, tâm sở tà kiến thì có mặt ở đâu, tâm sở ngã mạn có mặt ở đâu. Giống như nói lúc nãy, lô phô át thác su lô phát sa gát tác chít tê su e quá lắp phát tí, tức là sở hữu tham hoặc là tham được tìm thấy trong tám tâm tham. Trong tám tâm câu hữu với tham, tâm sở tà kiến hay là tà kiến được tìm thấy trong tám tâm tương ưng tà kiến. Tâm sở ngã mạn hay là ngã mạn được tìm thấy trong bốn tâm tham. Nãy nói bốn là tám, quên. Bốn tâm tham bất tương ưng tà kiến. Bất tương ưng tà kiến. Mình nhớ trong trường hợp này là không phải lúc nào bất tương ưng đà kiến là có tâm sở ngã mạn. Nói thêm, nhớ thêm phần đó. Rồi chúng ta xem bản nêu một tí để làm quen. Thì đây là hàng đầu. Đây là 14 tâm sở bất thiện. Nhóm 14 tâm sở bất thiện. Trong 14 tâm sở bất thiện này, 4 tâm sở đầu đó là nhóm si phần. Nhóm thứ hai là nhóm tham phần. Nhóm si phần thì nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. Đây là 12 tâm bất thiện.
nhóm si là nhóm si phần có mặt trong 12 tâm bất thiện. Nhóm tham phần thì chỉ có mặt trong 8 tâm tham. Hàng đầu 8 tâm này là gọi là 8 tâm tham. Rồi chúng ta sẽ học phần sân phần, hôn phần và hoài nghi. Hôm trước mình học 13 tờ tha, cái nhóm đầu này là 13 tờ tha. 13 tờ tha thì nó có mặt trong tất cả 121 tâm. Dạ. Rồi bây giờ đó là phần 3 tâm sở tham phần. Phần tiếp theo đó là nhóm tâm sở sân phần. Với nhóm hôn phần và tâm sở hoài nghi. Vì cái đoạn ly này thì dính liền với nhau. Cho nên mình sẽ đọc hết luôn nguyên cái đoạn này. Rồi sau đó chúng ta sẽ học phần bài giảng sau. Y để ta. Bây giờ mời lớp đọc phần bài này tí ha. Giờ nghe đọc rồi mình tập đọc phần bài này tí rồi. Nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ học tiếp phần xoay phần. Lô sư, so. Hình sư ơi, dạ thưa sư, con không nhìn thấy màn hình à. Thấy không? Dạ, không thấy màn hình. Dạ không thấy sư à. Các tử mình thấy không? Dạ không thấy không, sư. Dạ sư chưa thấy. Dạ không ạ. Dạ. Rồi. Sao đây lại thấy mà lại không. Sao vậy? Nó mở rồi mà nó không nó hiện nè. Nó kêu chọn Monty Bindao rồi không biết chọn chỗ nào ta. Nó đang bị lỗi gì đi. Lớp chờ xin tí nha. Dạ. Nó chỉ một quay thôi mà tại sao nó không hiện được. Được. Như cái file thấy rồi thưa sư, cái file file gì cái file
PowerPoint này nó không mở được một lần hai file hả? Rồi bây giờ mình tập đọc tí ha. Đô sô ít xa máy xa đi dàng cốc cố chàng. Đùi xú và tí khá chí tề xú. Thầy năng mít thăng bành giá xú. Sa sàng khà rí cá chí tề xú. Vì chí kích thà. Vì chí kích thà xa gá tạ chí tề dề quá. Lập tí. Đô sô ít. Ý xa máy cha rí dàng cô chàng chá. Vì xú và tí khá chi tề xú. Thầy năng mít thang bành giá xú. Sa sàng khà rí cá chi tề xú. Vì chí kích chà. Vì chí kích chà xa gá tá chi tề dề quá. Lập tí. Đồ sò ý xa máy cha rí dàng cô chàng chá. Vì xú và tí khá chi tề xú. Thầy năng mít thang bành giác xú. Sa sàng khà rí cá chi tề xú. Vì chí kích chà. Vì chí kích chà sa ngá tá chi tề dì quá lập hạ tí. Rồi mày lớp giơ tay lên để đọc bài đi đi. Dạ xin mời ạ. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Thưa sư con xin đọc. Đô sô ý xa mê cha ri yang cú cú chàng chá vi số bà tí khá chí tê số thì năng mít thẳng bàn chá số sa sàng khá rí cá chí tê số vi chí kích chà sa ha gá tê chí sa ha gá tá chí tê dề quá lắp có tí. Thưa sư con xin nói. Xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc. Đô sô ít xe mất chê ri dân. Cúc cúc. Cúc cúc chăn chá quy xú. Bát tí khát chích tê xú. Thì năng mít ra hăng. Bành chá xú. Chá sân khá rí. Cá chích tê xú. Quý trí kích trà xé há ghé té chích tề ghé quá lấp phá tí. Dạ thầy sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư cô xin đọc ạ. Đô sô ít xa mắt cha ri giang cúc cút chăng chá đuôi xú. Bá tí gá chít tê xú, thi năng mít thăng, bàn chá xú, xá sàng khà, rí cá chít tê xú, quý chí kích chà, xá há, gá tá chít tê, dề quá, lắp phát tí. Thưa sư xin hết. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc. Đô sô ý xa mắt cha ri dân cút cút chăng chăng cha quỳ xú bắt tí gá chít tê xú thì nàng mít thằng bành cha xú xá sàng khà rí cá chít tê xú quý chí kít chà xá há gá tá chít tê về quá lắc phát tí. Con xin hết. Dạ xin mời đạo hữu An ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Đô sô Isa cha ca ri dăng cú cú chăng cha đi xú há tí gá chít chê xú thi năng mít thăng hành cha xú xa sàng ca ri gá chít chê xú vi chí kích chà sa ha gá tê vị trí kích xa xa ha gát ta chích chê dê vá lá phá tí. Dạ đi sư con xin hát.
Dạ, xin mời đạo hữu Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa, con xin phép được đọc. Đô sô isa mát chá rí dăng khúc khú chăm chá đề sứ phát tích gác chích tê sứ thi năng mít thăng văn chá sứ sát sang khá rí thá chích tê sứ quý chích khí chà quý khí chích chà sá há gác tá chích tê dê quá lắp phà tí. Dạ thưa, con xin cảm ơn. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Đô sô isa mắc chá ri yăng phúc cút chăng chá đi xú phá tí gá chí tê xú thi năng mít thăng phần chá xú sá sang khà rí gá chí tê xú vi chí kích chà vi chí kích chà sá gá tá chí tê dê quá lắp phá tí. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin. Xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ, kính thưa sư con đọc ạ. Đô sô ít xa mắt chá dân cút cú chăng chá vì số bát tích gá chít tê số thiên năng mít hằng bằng chá số xa sẵn khá lý cá chít tê số vị trí kích chà vị trí kích chà xa há gá tắt gá tá chê chít tê dê quá lắp bát tí. Dạ, thưa sư xin nhắc. Quan An Nhiên là sao giống cô Hảo ấy vậy? Dạ, chắc không phải đâu. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thiện ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin đọc. Đồ sô ít xà mét chá rí dằn cút chút chăng cha đùi số bát tí há chít tề số thì nàng mít thằng bèn cha số xa sằng khà ri cá chít tề số ví chí kít chà ví chí kít chà xa há gá tá chít tề về quá lắp phá tí. Dạ, kính bạch sư, con đã đọc xong ạ. Dạ, xin mời các đạo hữu giơ tay tiếp ạ. Dạ thưa sư con đọc ạ. Đô sô ít xà mách cha ri dằng cúc cút chẳng cha đùy su bát tí khá chi tề su thì nàng mít thằng bành cha su sa sẵn khả ri ca chi tề su vi chi kích chà vi chi kích chà sa ha ga ta chi tề dề qua la phá tí. Dạ xin mời các đạo hữu ạ. Dạ thưa sư, hết bàn tay giơ lên rồi ạ. À, bây giờ ai dịch được câu này dịch hết ai? Ai dịch được phần Bali này dịch nghe hết rồi. Cái này cũng giống đoàn nãy mà dịch hết rồi. Sư chơi sư như ai cho nữ giận sư? Dạ. Hả? Sư chưa cho nữ giận. À, đô so. Đô so là sân, isa là ganh tị, mấy cha đi giang là bỏng sẻn của cô Trang. Cái chữ của cô Trang này dịch là hối hận đi ha. Hôm trước dịch là trạo cử, đó dịch lại hối hận đi. Chá là hòa, đuôi xú là hai, định sở cách. Bất tích khá chi tê xú. Trong hai tâm sân. Đuôi xú. Bất tích khá chỉ tề xu trong hai tâm sân. Thi năng là hôn trầm. Mít thăng là thủy miên. Panh giá xu là năm. Sa sang kha ri ca chỉ tề xu là tâm hỗ trợ. Vi chi ki cha là hoài nghi. Vi chi ki cha sa ca ta chỉ tề trong tâm câu hữu với hoài nghi. Dì quá ở đây dịch là từ điển thôi. Lắp bát tí được tìm thấy. Rồi. Ai dịch được dịch thấy ra.
Dạ, con thử dịch nha. Đô sô là sơn, ít xa, ganh tị, mắt cháy dăng bỏng sản, cúc cúc chăng hối hận, cúc cúc chăng chá và hối hận. Đi xuống trong hai tâm, trong hai đi xuống bát tít khá chí tê xuống trong hai tâm sân. Cúc chăng chá là và hối hận. La phát tí được tìm thấy. Đi số Patika Chitte số trong hai tâm sân. Khi năng, khi năng là hôn trầm. Mít thăng thủy miên. Ban chất số lạnh. Ban chất số La phát tí được tìm thấy. Ban chất số Sasangha Rika Chitte số trong năm tâm, trong năm tâm hỗ trợ. Vichikicca hoài nghi la phát tí được tìm thấy. Vichikicca sahagata chitte con hữu với hoài nghi. Dạ. Vichikicca là hoài nghi, la phát tí được tìm thấy trong Vichikicca sahagata gata chitte là được câu hỏi, được tìm thấy câu hỏi với tâm, với hoài nghi. Dạ xin hết rồi. Ai dịch lại? Ai dịch lại không? Cái câu này nó giống như câu hồi nãy, nhưng mà nó chi khác là sao? Câu hồi nãy, câu trước nãy là người ta viết động từ trước. Còn cái câu này là sao? Tao viết động từ ở sau cùng. Nó để ý nó giống y hệt. Nhưng mà cái đoạn hồi nãy là người ta viết động từ trước. Còn cái này viết động từ ở sau. Vì chúng ta thấy sao? Chủ từ nè. Chủ từ sau đó là định sở cách. Chủ từ nè, sau đó là định sở cách. Cái câu cuối cùng là chủ từ, định sở cách và động từ. Cho nên chúng ta lấy động từ lên sử dụng cho cả ba câu. Ở đây mình có ba câu. Thì ở đây mình có là sân, ganh tị, bỏng sẻn và hối hận được tìm thấy trong hai tâm, được tìm thấy trong hai tâm sân. Hôn trầm thủy miên được tìm thấy trong năm tâm, trong năm tâm hỗ trợ, trong năm tâm hỗ trợ. Lẽ đương nhiên người ta sẽ hiểu là gì, tại các tâm này là tâm xảo bất thiện, cho nên nó là những tâm hỗ trợ nằm trong tâm bất thiện thôi. Ở đây nó khác, ở đây tại sao nó là chiếp tê, ở đây nó là chiếp tê suốt. Tại sao? Sao mà chiếp tê suốt ở đây là chiếp tê? Nó khác nhau làm sao? Có nhìn ra không? Vậy là nó cách số nhiều hay sao? Không phải. Tất cả đều là định sở cách. Nhưng mà ở đây sẽ giữ người ta xài định sở cách số nhiều đó. Là vì ở đây sao? Ở đây là hai tâm sân. Còn ở đây là sao? Năm tâm. Còn ở đây nó là định sở cách số ít. Lý do là sao? Tại tâm si á, tâm sở si thì nó chỉ có một thôi. Chỉ có một thôi, cho nên người ta sử dụng định sở cách, nhưng mà nó số ít, nó chỉ khác nhau chỗ này. Cho nên si hoài nghi được tìm thấy trong tâm sân, được tìm thấy trong tâm câu hữu với si. Trong tâm câu hữu với si. Rồi. Ủa? Xem lại lần nữa ha. Tâm câu hữu với hoài nghi. Cái vị trí cái cha là hoài nghi, nếu mà hoài nghi
nãy sư dịch hoài nghi, lô hủng với si. Cái chi cái cha này là hoài nghi thôi. Tâm hoài nghi, tâm sáng hoài nghi thôi. Được tìm thấy. Thì trong tâm si hoài nghi á, cái này là trong tâm si hoài nghi đó. Vị trí cái cha là si hoài nghi. Dạ, hiểu rồi. Sang bọn ganh tị, bọn sẻn, hối hận được tìm thấy trong hai tâm sân, rồi hôn trầm thủy miên được tìm thấy trong năm tâm hữu trà, hoài nghi được tìm thấy trong tâm câu hữu hoài nghi, tức là tâm si hoài nghi á. Nhưng mà trong cái đoạn Bali người ta chỉ viết như vậy thôi. Người ta chỉ viết vậy thôi. Còn mình dịch làm dịch theo cách của mình dịch hơi tắt một tí. Nhờ tâm si thọ xả hợp hoài nghi gì đó mình dịch vậy. Yeah. Rồi đó là phần đoạn dịch. Thôi là bao nhiêu đây đi. Rồi kỳ sau mình sẽ học tiếp ha. Dạ, bao nhiêu đây đi. Rồi vậy sao mình sẽ học phần giải phần tâm sở bất thiền còn lại. Rồi bây giờ mời lớp nghỉ, mời cô phục vị chung. Dạ, chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp của ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Bài học đã kết thúc, kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính chư sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ca bốn nhãng đồ anu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang. Akasatha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ca bốn nhãng đồ anu mô đan tu chi rang ra tu no garo akasatha cha phom ma tha di wa na ga ma hi thi ca bốn nhãng no anu mô đan tu chi rang ra khan tu nya ta yo akasatha cha phom ma tha di wa na ga ma hi thi ca bốn nhãng no anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no akasatha cha phom ma tha di wa na ga ma hi thi ca bốn nhãn đồ anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa da y đăng qua ta no bốn nhãn a sa wa kha ya wa hang ho tu anagati ka le sa thu sa. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Kính chúc tất cả mạnh khỏe, ăn vui trong cuộc sống. Dạ, chúng con kính chúc sư được khỏe, kính chúc sư ngủ ngon ạ. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ.